MV Sao Anh Là Tốt Nhất phiên bản tiếng Việt. Nghe năm em hát, khán giả lặng người. Sau khi ra mắt phiên bản tiếng Thái, tối ngày 31 tháng 5, năm em cũng đã tung phiên bản tiếng Việt MV ca khúc Sao Anh Là Tốt Nhất. Sao Anh Là Tốt Nhất là ca khúc do Phúc Bồ sáng tác, kể về tâm trạng của một cô gái khi nhận ra tình yêu chân thành trong mình đang lớn lên và đã tin vào tình yêu một cách mãnh liệt. Cô để cho tình yêu trong trái tim mình dẫn lối, rồi cuối cùng nhận ra cô đã lỡ dành trọn những cảm xúc đó không đúng chỗ. Từ bài hát cũng chính là thông điệp dành cho các cô gái khi yêu sai người, đó là khi nhận ra khoảnh khắc yêu thương được đặt để vào người ta mãi mãi chẳng chạm phải. Hãy biết để trái tim trưởng thành hơn, để rồi sau đó biết tìm ra một nửa chính xác của cả cuộc đời. Nói về mối lương duyên làm việc cùng nhau, Phúc Bồ chia sẻ, anh cảm nhận được những nội lực, cảm xúc lớn từ nam em. Với tôi, nam em là một người có hơi hướng sống thiên về tình cảm. Chúng tôi hay ngồi bàn kế hoạch cho những sản phẩm âm nhạc của nam em. Và khi nam em ngỏ lời muốn hát những sáng tác của tôi đã khai thác dòng cảm xúc thật của em, những suy nghĩ rất hồn nhiên và chân thành. Nó dường như là những vụng về của những người mới yêu và nghĩ rằng trái tim họ đang bùng cháy. Chúng tôi đã bắt đầu với ca khúc đầu tay có tên Cùng Anh Đi Xa, là lúc mà nam em rất tung tăng và yêu đời, tin vào tình yêu của chính mình. Còn với bài hát này, tôi muốn giúp nam em dừng lại, thoát khỏi mớ cảm xúc lẫn lộn và hãy là chính mình. Ca khúc khai thác sự đặc biệt của dòng pop OST của Hàn Quốc và được ekip xây dựng thành câu chuyện nhiều cung bậc cảm xúc trong MV. Trước đó, phiên bản tiếng Thái đã được giới thiệu vào ngày 28 tháng 5 tại đất nước Chùa Vàng, gây tò mò cho khán giả. Và nhân dịp ra mắt phiên bản tiếng Việt, chiều ngày 31 tháng 5 tại phòng Trà Que, thành phố Hồ Chí Minh, nam em cũng đã tổ chức một buổi mini show ấm cúng dành cho người hâm mộ của mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô tổ chức fan meeting và theo cô là để tri ân những tình cảm mà khán giả thân thương vẫn dành cho mình trong suốt thời gian nhiều sóng gió qua. Tại buổi họp fan, nam em chia sẻ khá chân thành về những gì đã trải qua trong thời gian qua và cô khẳng định giờ là lúc cô phải bỏ qua mọi thứ lại phía sau để tiếp tục với con đường hoạt động âm nhạc. Nam em cũng thật thà, thẳng thắn, nhìn nhận mình còn thua kém những bậc tiền bối đi trước, nhưng điều đó không có nghĩa cô không đặt cho mình sự quyết tâm. Và cô một lần nữa thể hiện sự quyết tâm kèm với liều lĩnh của mình khi lần lượt hát live các ca khúc My Heart Will Go On, Let It Go, Million Dreams và Nối Vòng Tay Lớn. Không ai chơi lớn như nam em, ra MV nhưng hát không ai hiểu. Đúng như thông tin đã rò rỉ trước đó, tối ngày 28 tháng 5, Hoa Khôi nam em đã chính thức tung ra MV Xa Anh Là Tốt Nhất. Điều đáng nói là cô nàng hát tiếng Thái hoàn toàn, vậy nên dù khán giả có mong ngóng chờ đợi ra sao, cũng chẳng ai hiểu nội dung bài hát nói về điều gì. Nam em cho biết, khán giả cần phải nhờ tới phiên dịch nếu như muốn biết rõ MV của cô. Nàng Hoa Khôi 9X cũng bộc bạch rằng, vào ngày 31 tháng 5 tới, cô sẽ chính thức cho ra mắt MV phiên bản tiếng Việt với tên gọi Xa Anh Là Tốt Nhất. Nội dung MV kể về mối lương duyên dang dở của một cô gái do nam em đóng với anh chàng điện trai. Mặc dù đã chết rồi, nhưng linh hồn cô gái vẫn quanh quẩn bên cạnh chàng trai để dõi theo những hoạt động của anh. Về phần chàng trai, anh cứ luôn thương nhớ, ngóng trông cô gái. Cho đến một đêm nọ, cô gái đứng trước cửa nhà của chàng trai để đợi anh. Hình ảnh cô gái để tóc dài buông xõa, mắt rỉ máu, miệng nhoẻn cười đã gây ám ảnh cho khán giả. Trước MV Xa Anh Là Tốt Nhất, nam em từng tung ra MV Cùng Anh Đi Xa. Tuy nhiên, thay vì chú ý đến sản phẩm âm nhạc của cô, người ta lại chỉ mũi dùi vào scandal tình ái liên quan đến Trường Giang, Nhã Phương. Nhiều người cho rằng nam em có vấn đề tâm lý và cố tình vịn vào scandal để PR cho sản phẩm. Không ngại đối đầu với dư luận, nam em vẫn liên tục nhá hàng cho những dự án âm nhạc của mình. Sự trở lại này của cô gây bất ngờ vì ý tưởng thực hiện MV khá mới lạ và độc đáo. Nhã Phương lần đầu tiết lộ lý do im lặng suốt scandal của Trường Giang và nam em. Chiều ngày 28 tháng 5, Nhã Phương xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu ở Hà Nội. Đây là bộ phim do cô đảm nhận vai nữ chính, đóng cặp với Lương Thế Thành và Nhan Phúc Vinh. Tại cuộc trò chuyện bên lề họp báo, Nhã Phương lần đầu chia sẻ lý do luôn giữ im lặng trước những ồn ào bủa vây lấy mình. Nhã Phương cho biết cô không muốn làm tổn thương bất kỳ người nào cả. Tôi lên tiếng để làm gì? Tôi thường tìm cách giải quyết tốt nhất và luôn giữ kim chỉ nam là không làm công việc bị ảnh hưởng. Tôi không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình vì những lùm xùm tình ái. Tôi muốn mọi người đón nhận những vai diễn và nỗ lực của mình. Tôi im lặng để tập trung cho công việc.
Hiện tại tôi nỗ lực nhiều hơn, nữ diễn viên nói. Nhã Phương chia sẻ thêm, sau mọi câu chuyện, tôi học được nhiều thứ lắm. Mọi chuyện lớn bé ập đến đều cho tôi những bài học có ích. Học bao dung cũng là một cách học. Với mọi chuyện đến với mình, tôi đều đón nhận với tinh thần trong cái tiêu cực sẽ có cái tích cực. Nữ diễn viên khẳng định, cô luôn sống với tiêu chí không làm người khác tổn thương và không làm gia đình mình buồn lòng vì mình. Nhã Phương sau đó khéo léo từ chối các câu hỏi khác của truyền thông về đám cưới với Trần Giang cũng như nam em. Tại sự kiện chiều nay, nữ diễn viên trông mảnh mai hơn hẳn so với cách đây vài tháng. Cô chia sẻ mình đã giảm khoảng 4-5kg. Trước thắc mắc cho rằng liệu có phải Nhã Phương gầy đi trông thấy vì buồn chuyện tình cảm, nữ diễn viên phủ nhận. Mọi người hay nói là mập dễ thương, ốm đẹp nên tôi cố gắng ốm để trông đẹp hơn. Tôi mong muốn có thể diện những bộ đồ bó sát, tôn đường cong cơ thể vì trước đây đạo diễn Khải Anh hay chê tôi lắm. Nhã Phương khẳng định không có câu chuyện nào có thể tác động đến sự nghiệp của cô. Tháng 3 năm 2018, chuyện tình yêu của Nhã Phương và Trần Giang trở nên ồn ào. Thời điểm đó, người đẹp nam em lên báo công khai mối quan hệ của cô và nam diễn viên trong thời gian Trần Giang hẹn hò với Nhã Phương. Như mọi lần, Nhã Phương tiếp tục giữ im lặng với truyền thông, không phát biểu hay giải thích gì. Nữ diễn viên vẫn thường xuyên đi sự kiện và từ chối mọi câu hỏi về lùm xùm tình cảm. Sau scandal với Trường Giang, nam em thừa nhận dùng MV mới để làm điều này đây. Nam em chia sẻ, ca khúc mới là một phần câu chuyện tình yêu của chính mình và cô đang cố gắng dùng công việc, âm nhạc để quên đi những kỷ niệm buồn. Nam em vừa có buổi giới thiệu sản phẩm mới của mình, MV Xa Anh Là Tốt Nhất phiên bản tiếng Thái đến truyền thông và khán giả Thái Lan tại thủ đô Bangkok. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng khả năng tiếng Thái khá tốt. Ngay từ khi tuyên bố sẽ ra mắt sản phẩm tại Thái Lan, nam em gây nhiều ngạc nhiên cho khán giả bởi đến thời điểm này, cô gần như nằm trong số ít nghệ sĩ Việt tổ chức họp báo ra mắt dự án âm nhạc tại nước ngoài. Buổi họp báo diễn ra trong một không gian ấm cúng ngay tại trung tâm Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí Thái Lan, các phóng viên nước bạn tỏ ra tò mò và hào hứng khi biết có một ca sĩ Việt Nam sang Thái Lan giới thiệu sản phẩm âm nhạc. Nam em xuất hiện từ rất sớm, tự tay chuẩn bị cho buổi ra mắt của mình được suôn sẻ và chỉnh chu. Top 8 Hoa hậu trái đất nhận được nhiều đánh giá và thiện cảm của truyền thông Thái bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sự thân thiện và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Sau khi có đôi lời giới thiệu về một số hoạt động trong suốt thời gian qua của mình tại Việt Nam, nam em và ekip giới thiệu MV Xa Anh Là Tốt Nhất phiên bản tiếng Thái. Đây cũng là lần đầu tiên nam em công bố MV sáng tác của Phúc Bồ sau nhiều lần hé lộ trước đó qua những đoạn teaser úp mở đầy ma mị. Xem xong MV, nhiều ý kiến cho rằng nam em hát tiếng Thái khá tốt và sản phẩm được đầu tư chỉnh chu. Thậm chí, có phóng viên còn ngỏ lời mong muốn nam em sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hơn nữa tại Thái Lan. Trong khi đó, nam em hy vọng sản phẩm lần này sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả Thái Lan. Cô chia sẻ, bài hát là một phần câu chuyện tình yêu của chính mình và sau tất cả, cô đang cố gắng dùng công việc và âm nhạc để quên đi những kỷ niệm buồn. Sau khi ra mắt phiên bản tiếng Thái tại Thái Lan trong hôm nay, dự kiến nam em cũng sẽ chính thức ra mắt phiên bản tiếng Việt sắp tới. Nhã Phương, mọi người gọi tôi là Nữ Hoàng Thị Phi. Trong một bài phỏng vấn gần đây, khi được phóng viên hỏi, khi phim lên sóng, chị có ngại tin đồn tình cảm giữa chị và Nhan Phúc Vinh bị khơi lại, bởi Vinh từng chia sẻ những tin đồn đó khiến anh cảm thấy khó chịu, bị tổn thương. Tôi thì vẫn thoải mái vì mình xác định là bạn bè với nhau nên không cần phải e ngại, nhưng Vinh đã bị stress rất nhiều. Từ trước đến giờ Vinh chưa vướng Thị Phi như vậy. Ngay như trong buổi họp báo hôm nay, anh cũng né tránh, không muốn chụp ảnh chung. Thật lòng tôi luôn muốn xin lỗi Vinh vì những điều không may mà tôi đã vô tình mang đến. Nếu mọi người đi làm phim chung với tôi, sẽ không bao giờ nghĩ hai đứa yêu nhau. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều, tranh luận về cách diễn để tìm cái mới. Trong cuộc sống, tôi có thể xuề xòa, dễ tính, nhưng trong công việc thì lại rất cầu toàn, muốn mọi thứ theo cảm xúc của mình. Chị có nghĩ số mình là số Thị Phi khi gặp hết chuyện này đến chuyện khác, nhất là trong vấn đề tình cảm?
Mọi người cũng gọi Phương là nữ hoàng thị phi đó, nhưng đúng là có những thứ ập đến bất ngờ mà mình không mong muốn. Như trước đây, khán giả cũng ghép đôi tôi với Can Teo, còn nói hai đứa yêu nhau. Đạo diễn Khải Anh nói với tôi rằng, có thể do khán giả quá yêu mến cặp đôi trong phim nên muốn như vậy. Tôi ngửi như thế, nghĩ là mình thành công đấy chứ, làm cho khán giả tin nhân vật có thật. Có thể hơi khó khăn, rắc rối cho bạn diễn, nhưng sau khi nhìn thành quả, mọi người đều hạnh phúc. Đứng trước sóng gió, Nhã Phương luôn chọn cách im lặng. Chị không nghĩ đã đến lúc cần phải sống cho mình nhiều hơn. Tôi lên tiếng thì để làm gì? Tôi không muốn làm tổn thương ai. Chị suy nghĩ mình tìm cách giải quyết tốt nhất. Tôi không muốn mọi người nhớ đến mình qua những scandal, thị phi. Nếu ngày xưa nỗ lực ít, bây giờ mình càng phải nỗ lực nhiều. Mọi khó khăn đều mang đến cho mình những bài học, kinh nghiệm. Tôi đón nhận mọi chuyện với tinh thần trong tiêu cực sẽ có tích cực.